Hay nha, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với đi rừng làm rẫy nhà. Ngày hôm nay trong ẩm thực rừng, tôi đang chuẩn bị là một món ăn rất là đặc biệt. Tôi đang chuẩn bị sẵn là đây là một cái ống tre nè bạn, với một cái cây dùng để thục. Và tôi đang chuẩn bị có đây có một cái trái cà giá dê nè. Đây là một trái cà giá dê. Hôm nay tôi sẽ làm một món gọi là món canh thục. Món này được chế biến như thế nào, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn xem. Đây, để chế biến một món canh thục, đây là một món canh rất đặc sắc. Tôi chuẩn bị có mới xin được một con cá rô. Rau mùng tơi, rau ngải cứu, một trái cà giá dê. Trái cà này rất nhiều người rất thích trái cà giá dê nè. Riêng tôi không thích cho mấy. Rồi, tôi sẽ bắt đầu vào công đoạn chính cho bạn xem nha. Đây, để làm cái món canh thục này á, các bạn cà giá dê, các bạn hãy cắt cà giá dê ra. Cà giá dê ăn rất tốt với mấy bạn nữ nha, mấy bạn nữ ăn cà giá dê rất tốt cho sức khỏe nha. Các bạn cứ tích cực ăn cà giá dê nhiều vào. Còn mấy bạn nam thì ăn cà giá dê nhiều cũng tốt. Cũng tốt á, cũng hơi tốt một xíu. Nhưng mà ăn nhiều quá thì nó như cà giá dê thì cũng khổ. Nè, tôi bắt đầu thái cà giá dê nhỏ ra. Thái cà kia nhỏ ra nha các bạn. Thái lát mỏng ra. Quay, cà giá dê này bị sâu. Vậy là cho chứng tỏ này, cái này là rau sạch nha các bạn. Tại vì rau sạch nó mới có sâu. Nè, tôi cho bạn xem sâu, nguyên con sâu bự cà bá này hiệp luôn nè. Đây cho bạn xem có con nguyên có con sâu chà bá đại hiệp luôn. Cà này cà có sâu. Đây. Cà này cà có sâu nha bạn, chứng tỏ đây là rau sạch. Có sâu là rau sạch. Các bạn cứ nghe lời tôi vậy. Nếu mà xịt thuốc là sâu sẽ chết, nhưng mà có sâu trong này chứng tỏ đây là rau sạch. Rau sạch thì cứ an toàn thì các bạn cứ vô tư mà ăn. Chúng ta thay tiếp. Tiếp theo rau ngải cứu chúng ta sẽ nhặt nhỏ rau ngải cứu ra. Ta sẽ ngắt từng lá đây, lá mùng tơi nó bự, nó bè nha, nó bự còn hơn cái bánh chuối chiên nữa. Kinh khủng. Rồi chúng ta cũng ngắt nhỏ lá mùng tơi ra luôn. Trộn đều rau với lá lên. Rồi ok, ta sẽ bắt đầu chúng ta sẽ nhồi lá mùng tơi vào đây. Thúc vào. Rồi đây, thịt cá nè. Đây những miếng cá tươi sống nè. Tôi sẽ nhét miếng cá tươi sống vào đây luôn. Là nhét miếng cá vào đây. Chúng ta sẽ dùng cây nén xuống. Bắt đầu chúng ta sẽ mang đi lên bếp và nung. Chúng ta nhét rau vào. Nhét rau vào thật kỹ vào đây. Rồi nó ra nước thấy không? Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đem đi nấu nha. Rồi sau này bạn ơi, sau khi chúng ta nấu xong á, chúng ta sẽ đặt cái cây tre của chúng ta lên bếp lửa than. Chúng ta canh cái vị trí nó thích hợp. Rồi, vị trí này đẹp rồi đó bạn. Mong là nó đừng cho nó đổ là được rồi. Chúng ta chắc là vừa đốt vừa canh để cho nó hơi lên chín đều cái này quá. Canh thuộc, sau khi bạn đốt cái ống tre sẽ xuất hiện cái hiện tượng là sùi bọt mép. Phải không? Là ống tre bắt đầu xuất hiện sùi mép rồi đó bạn. Chứng tỏ nó đang nóng, đang chuẩn bị bốc hơi lên đó bạn. Chúng ta tích cực, chúng ta đốt ở dưới. Đây, cái tư thế đốt của nó đây. Đây, thấy ghê gớm không? Để đi, chúng ta đốt, chúng ta lấy hơi đã. Sau khi chờ đợi cái bếp đang nấu, tôi sẽ đi chặt một cái cây chuối. Làm gì tí các bạn sẽ biết. Cây chuối múc. Một hơi múc ạ. Múc quá, để múc quá thì anh chặt thôi. Múc mà còn gặp dao bén rồi cũng thì đúng bài. Chúng ta sẽ cành. Và chặt thêm xúc nữa đi. Tôi cứ thêm ngàn xúc nữa đi. Đây, lấy một khúc đây đi ha. Làm khúc ngắn rồi. Rồi, chúng ta sẽ lấy một khúc ngắn này thôi. Làm gì tí các bạn sẽ biết. Đi về. Đang có một hiện tượng sôi. Nước đang nhiễu ra ngoài. Nước đang dâng lên thấy không? Nước đang dâng lên, nó chảy xuống dưới đây rồi. Lan xuống dưới đây rồi. Đây, nước đang nhiễu rồi. Chúng ta đốt lửa to lên để cho nó lấy hơi nóng luôn. Sau đó chúng ta sẽ phải giữ, lấy cây chúng ta thu mạnh vô. Nóng quá, Đây, chúng ta sẽ lấy cây thu mạnh vô. Là chúng ta đang đảo các bạn. Rồi ok, chúng ta sẽ mang lên nung lại lần thứ hai. Chúng ta bắt đầu bỏ lên lần thứ hai, chúng ta nung tiếp. Đốt lửa lên nha. Cho nó cháy sôi lên. Sôi nước được hai. Chắc tôi mang ra một lần nữa, tôi chọt quá bạn. Đây tôi chọt lần nữa cho nó đều đi.
lúc rồi. Ờ, tới đây là lúc rồi đó. Có dấu hiệu xôi chín à, có mỡ luôn á. Cần thục. Dạ, tôi sẽ mang nó ra. Oh. Máy được ghê thật. Rồi, đây. Sẽ đổ vào đây. Ra. Cần thụt nó, cần thụt đây, ra rồi nè. Ôi giời, ra. Ôi giời, thấy chưa? Xong rồi. Xong cái món canh thủ của chúng ta nè. Cú đói rất ngon bằng ơi nè. Tại sao gọi là canh thụt? Tại vì canh thụt là chúng ta sẽ nấu trong ống tre và chúng ta sẽ dùng một cái cây tre, chúng ta thụt lên thụt xuống để cho nó đều những cái gia vị này. Rất là ngon các bạn, nhưng nó nặng, cứ làm thử đi. Ăn rất là tuyệt vời. Không ngon, không lấy tiền. Hôm nay tôi đang hướng dẫn các bạn cái món ấm thực rừng mới nhất của tôi, đó là cái món canh thụt. Đây là một món ăn rất là ngon, ăn với rừng núi là rất là tuyệt vời. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nha. Tôi là Đi Rừng Lẫy và đừng quên đăng ký, nút bật chuông để cập nhật các video mới nha. Chào lại trong các video lần sau. Bye.